quan trọng và không thể thay thế. Ta cần phải dành lời khen cho Lâm Oanh. Tuyệt vời! Vi Thị Như Quỳnh. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các vận động viên Nhật Bản, nhưng chúng ta đang chơi xuất sắc. Như Quỳnh. Chúng ta đã thấy được sự lợi hại của Vi Thị Như Quỳnh. Khánh Đan, Lâm Oanh, Như Quỳnh với một set 3 cực kỳ xuất sắc của Khánh Đan, của Vi Thị Như Quỳnh và không thể không nhắc đến Lý Thị Luyến nữa cùng các đồng đội. Khánh Đan phòng thủ tốt. Như Quỳnh đang chắn đội bạn rất cao, cú đập trên chắn điểm cho Isamitsu Springs 1-0 và ghi điểm của đối truyền Yoshitake Mika. Chủ công sinh năm 2003 bên phía Isamitsu Springs. Theo những con số thống kê ở trận đấu thứ 3 vừa qua thì chúng ta đã có được 16 điểm tấn công. Và quan trọng nhất là có tình huống 6 điểm đến từ những cú bám chắn, cú block. Một đều điểm cho Sport Center One. Vi Thị Như Quỳnh phát bóng. Một trận đấu tuyệt vời của Vi Thị Như Quỳnh. Erika. Bóng ngoài. Điểm cho Sport Center One. Hai điểm liên tiếp. 2-1. Các vận động viên cũng như ban huấn luyện của Isamitsu Springs cho rằng bóng đã chạm chắn trong tình huống vừa rồi, và chúng ta cùng xem là tình huống đó bóng đã chạm chắn bên phía Việt Nam hay chưa. Video challenge dài. Chưa hề chạm chắn. Challenge dài không thành công bên phía Isamitsu Springs. Vẫn là điểm cho Sport Center One. 2-1. Bám chắn tốt. Lần này là tình huống block thành công của Trần Thị Thanh Thúy. Trong trận đấu trước với Paikan thì Trần Thị Thanh Thúy đã có được hai tình huống block ăn điểm. Sự toàn diện của Thanh Thúy ngày hôm nay thì Thanh Thúy đã bị theo rất sát, bắt bài, nhưng luôn có cách để số 3 của chúng ta ghi điểm. Bỏ nhỏ rất tinh tế đến từ Yoshitake Mika. 2-3 cho Isamitsu Springs. Người phá bóng tiếp theo cho Isamitsu đó là phụ công Araki Ayaka. Bóng ngoài, tình huống bỏ bóng chính xác đến từ đằng sau của libero Khánh Đan. 4-2 cho Sport Center One. Một chiến thắng ở ngay set đấu này sẽ giúp chúng ta có được thêm 3 điểm. Trà Giang phát bóng. Lâm Oanh. Kiều Trinh. Bóng vẫn còn. Kiều Trinh. Lâm Oanh. Lý Thị Luyến. Chưa có điểm. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng giành chiến thắng. 5-2 cho Sport Center One. Hai điểm liên tiếp. Người đã bám chắn thành công tình huống này đó là Hoàng Thị Kiều Trinh. Một cái chạm vừa đủ để bóng rơi xuống sát lưới. Cách biệt 3 điểm. Tiếp tục là Đinh Thị Trà Giang phát bóng. Và kết thúc ra ngoài ở vị trí số 2. 6-2 cho Sport Center One. Bên phía Isamitsu Springs sẽ xin tạm dừng trận đấu hội ý. Khởi đầu rất hoàn hảo của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong set đấu thứ tư này.
khi mà tâm lý thoải mái thì chúng ta cũng dễ đánh hơn. Không phụ sự kỳ vọng của các cổ động viên, các cổ động viên theo dõi qua màn ảnh cũng như người có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc ngày hôm nay, Sports Center One thi đấu quá hay. Thanh Thúy, bóng bẻ bóng lách chắn của Thanh Thúy, tấn công sau vạch 3m ghi điểm 3-6 cho Isamitsu Springs. Khi thi đấu cho PFU Lucas tại Nhật Bản thì Thanh Thúy thường gặp rất nhiều khó khăn trước đội 1, đội chính của Isamitsu Springs. Và thường thì PFU để thua nhiều hơn là thắng. Điểm cho Sports Center One 7-3. Và ghi điểm của Thanh Thúy. Chúng ta cùng xem lại. Quá khó cho chuyền hai Erika của Isamitsu. Chuyền hai chỉ cao 1m68 và không thể bám chắn tình huống vừa rồi. Lâm Oanh, đáng tiếc cho Vi Thị Như Quỳnh. 4-7 cho Isamitsu. Như Quỳnh chính là vận động viên chơi hay nhất của Sports Center One trong set đấu thứ 3. Chính xác đó là tình huống tiếp tục không qua lưới của Vi Thị Như Quỳnh. Thanh Thúy 8-4, điểm cho Sports Center One, cách biệt 4 điểm. Đây sẽ là lần hội ý đầu tiên ở trong set đấu thứ 4. Lúc này thì phụ công Lý Thị Luyến đã trở lại sân để thay thế cho Đinh Trà Giang. Ngày hôm nay thì Bích Thủy được trao cơ hội ở đường xuất phát nhưng có vẻ như tốc độ bám chắn cũng như di chuyển thi đấu của Bích Thủy chưa đạt được trạng thái sung sức nhất. Bởi vậy mà trong set đấu thứ 2, set đấu thứ 3 và bây giờ là set đấu thứ 4 thì Bích Thủy không còn xuất hiện nữa. Điểm số lúc này đang là 8-4 nghiêng về Sports Center One. Thanh Thúy phát bóng. Trong sân 5-8 phần điểm của phụ công Hamamatsu Asuka. Asuka phát bóng. Lâm Oanh rất tinh tế. Và đó lại là Lý Thị Luyến. 9-5 cho Sports Center One. Chúng ta đang có một lượt kế cận với những vận động viên xuất sắc điển hình, đó là Lý Thị Luyến. Các vận động viên của Isamitsu Springs cũng đã rất nỗ lực để phòng thủ trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dù là một hy vọng nhỏ nhoi nhất. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các vận động viên Nhật Bản, nhưng chúng ta đang chơi xuất sắc. Vi Thị Như Quỳnh là người đã bám chắn thành công. Thêm một điểm nữa cho Sports Center One. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trà Giang là người đã di chuyển hơi chậm để theo chắn tình huống vừa rồi, nhưng Vi Như Quỳnh đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ.
Erika. Tiếp một chiều sau đầu của phụ công Araki Ayaka. 60 cho Isamitsu Spritz. Kiều Trinh đã rất nỗ lực nhưng không thể phòng thủ được tình huống vừa rồi. Lúc này thì những vị trí của Lâm Oanh, Kiều Trinh, Thanh Thúy là rất quan trọng và không thể thay thế. Lại là Vi Thị Như Quỳnh. Điểm cho Sports Center 1, 11-6. Lâm Oanh đưa trái bóng rất vừa tầm với tình huống vào đà của Vi Thị Như Quỳnh. Được lách chắn ghi điểm và nâng cách biệt về điểm số trong set đấu thứ tư lên 5 điểm. Bám chắn tốt, đó là Như Quỳnh. Lâm Oanh, Như Quỳnh, bóng hơi sát lưới. Khánh Đăng, Lâm Oanh, Kiều Trinh, tuyệt vời. Thêm một điểm nữa cho Sports Center 1, 12-6. Khi mà sự tập trung đang được dành cho Vi Thị Như Quỳnh thì hàng chắn của Isamitsu đã bỏ quên mất Kiều Trinh. Tình huống xử lý nhanh hơn và bật nhảy của hai vận động viên bên phía Isamitsu, đó là Araki Ayaka và Nakajima Sae. Bên phía Isamitsu vừa tạm dừng để hội ý. Lúc này thì chúng ta đang dẫn trước đội bạn 6 điểm. Lâm Oanh là người phát bóng tiếp theo cho Sports Center 1. Lâm Oanh. Libero của Isamitsu vừa lăn xả được cú bóng. Kiều Trinh. Điểm cho Sports Center 1 13-6. Cách biệt đã được nới rộng đến 7 điểm. Hôm nay các vận động viên của chúng ta thi đấu rất hay, những mảng miếng chiến thuật tấn công đa dạng hơn và bước một như bám chắn rất tiến bộ. Tự chạm lưới của hàng chắn bên phía Isamitsu, người để tay chạm lưới đó là Nakajima Sae. Vẫn còn. Chúng ta cần phải dành lời khen cho Lâm Oanh. Tuyệt vời! Vi Thị Như Quỳnh, trong những vận động viên có lẽ là xuất sắc nhất của Sports Center 1 ở trận đấu này. Bám chắn thành công. Chúng ta đã lật ngược tình thế. Đầu tiên là những tình huống phòng ngự của Khánh Đăng, của Thanh Thúy, Lâm Oanh và sau đó Như Quỳnh. Block thành công. Tuyệt vời. 14-6 cho Sports Center 1. Thanh Thúy, Như Quỳnh. Điểm 10 cho Như Quỳnh. 15-6. Cách biệt bây giờ đã lên tới 9 điểm rồi. Quá hay, quá hấp dẫn. Không xuất hiện ở trận đấu đầu tiên, chính xác là ở những điểm số cuối cùng, Vi Thị Như Quỳnh đã tạo nên một dấu ấn rất lớn ở màn so tài với Isamitsu. Set 2, set 3 và bây giờ là trận đấu thứ 4. Thi đấu quá hay. Điểm cho Isamitsu 7-15. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt luôn đánh giá rất cao Vi Thị Như Quỳnh ở cả cấp câu lạc bộ lẫn trên đội tuyển. Nhưng bây giờ khi trên tuyển, Như Quỳnh cần phải có thời gian để hòa nhập và tập luyện phối hợp ăn ý với các đồng đội. Khi được trao cơ hội thì Như Quỳnh đã thể hiện một cách không thể hoàn hảo hơn đến thời điểm này. Như Quỳnh, chúng ta đã thấy được sự lợi hại của Vi Thị Như Quỳnh. Pha tấn công ở vị trí số 4 và kể cả những tình huống bám chắn và tấn công sau vạch 3m, Như Quỳnh đều làm tốt. 16-7 lần hội ý thứ 2 trong trận đấu thứ 4.
lại làm tình huống tấn công nhanh đập trên chắn nữa, và hàng chắn của Hisamitsu Springs không kịp bật nhảy. Chúng ta đang có được một lợi thế rất lớn để giành chiến thắng trong trận đấu này, và thậm chí là một chiến thắng 3-1 đã mang về điểm số tối đa cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong một ngày mà Thanh Thúy gặp lại những đối thủ quen thuộc và gặp rất nhiều khó khăn, thì Vi Thị Như Quỳnh, người đang xuất hiện trên màn hình chúng ta, là vận động viên hay nhất, người đã nổi lên từ giải đấu cấp độ trẻ trong màu áo của ngành công thương trước đây dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và sau đó là Than Quảng Ninh. Trọng tài xác định bóng trong sân, 8-16 cho Hisamitsu Springs, vẫn là khoảng cách đến 8 điểm. Chủ công bên phía Hisamitsu Springs đó là Fukazawa được tung vào sân. Lâm Oanh và thành công của Kiều Trinh, bám chắn tốt, một chắn đôi của Trà Giang và Kiều Trinh. 17-8 cho các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Sports Center One. Trà Giang và Tú Linh lúc này đã có mặt trên sân. Nguyệt Anh cũng đã có mặt. Thanh Thúy. Vừa rồi thì Tú Linh đã loài người cứu bóng. Đó là một tình khó. 9-17 cho Hisamitsu Springs. Một đường bóng lòng tay vừa đủ để rơi vào điểm khó cho hàng sau của Sports Center One không thể phòng ngự được. Đội một tốt của Khánh Đan. Thanh Thúy. Bây giờ thì đến lượt Thanh Thúy lên tiếng trở lại. Có tấn công một số 4 ghi điểm. 18-9 cho Sports Center One. Trận đấu quá nhiều cảm xúc và mang lại sự hứng khởi cho các cổ động viên với tất cả những gì mà Sports Center One thể hiện. Kiều Trinh. Điểm cho Hisamitsu Springs sau pha tấn công vừa rồi của chủ công Kitamaru Ayane. Đối truyền Shirasawa Kari cũng đã vào sân bên phía Hisamitsu Springs. Kitamaru phát bóng. Đúng một lỗi của Khánh Đa nhưng không sao cả. Cái biển lúc này vẫn đang là rất lớn và cơ hội vẫn còn chúng ta. Đây là một trận đấu mà Khánh Đan cũng đã cải thiện rất nhiều. Những sai sót đã mắc phải trận đấu với Paika và cố gắng trở lại với phong độ tốt nhất của mình. Hội ý bên phía Sports Center One. Vừa rồi là hai điểm liên tiếp dành cho Hisamitsu Springs. Bây giờ nếu như em muốn truyền cho cái Thúy ấy, là truyền muốn truyền nhanh sau thì em phải hẹn Thúy giật vào đánh quả thu. Thì nếu với một trắng còn không bây giờ nó bắt đôi đấy. Nếu đấy bây giờ bóng ngon em gọi như thế. Điều chỉnh một cái thì anh điên nhá. Với vai trò một huấn luyện viên thì đương nhiên là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không chỉ hiểu các trò của mình mà còn hiểu cả cách chơi của đối thủ nữa. Những điểm số vừa qua thì Thanh Thúy đã bị bàn chắn tương đối sát
Và bây giờ thì những điều chỉnh của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cho Sports Center One. Khánh Thúy, bóng rơi sát lưới và Khánh Đàng đã không thể cứu được. 12-18 cho Hisamitsu Springs, 3 điểm liên tiếp rồi. Quan trọng là các huấn luyện viên của chúng ta cần phải có được sự bình tĩnh. Rất tốt, điểm cho Sports Center One. Một điểm số quan trọng lấy lại tinh thần cho chúng ta. 19-12. Bóng đã chạm trán và đi ra ngoài. Tốt của số 4 phụ công Hamamatsu Asuka bên phía Hisamitsu Springs. Mười ba mười chín. Khánh Đàng, Lâm Oanh, Như Quỳnh, thêm một điểm nữa cho Sports Center One và thêm một lần nữa Như Quỳnh tỏa sáng. 20-13, cách biệt là bờ điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công của Vi Thị Như Quỳnh. Hôm nay Hisamitsu thực sự bất ngờ với những mảng miếng tấn công đa dạng của Việt Nam với những nhân tố mới. Một chân sau đầu ghi điểm. 14-20 cho Hisamitsu Springs. Chuyền hai Sakai Rika phát bóng cho Hisamitsu Springs. Đứt một của Thanh Thúy. Như Quỳnh, Lâm Oanh, Thanh Thúy quá mạnh rồi. 15-20 điểm cho Hisamitsu Springs. Cách biệt đang dần được thu hẹp một chút. Sẽ có challenge dài bên phía Sports Center One. Liệu bóng đã chạm trán hay chưa? Đây sẽ là thời điểm để các vận động viên của chúng ta nghỉ ngơi, sức lại tinh thần. Bóng không hề chạm trắng, còn cách quá xa tay trắng bên phía Hisamitsu Springs. Challenge dài không thành công. Nhưng hy vọng quãng thời gian vừa rồi cũng làm giảm đi sự hưng phấn hiện tại của Hisamitsu. Đội bóng đang cố gắng để thu hẹp khoảng cách. Như Quỳnh, Khánh Đàng tuyệt vời. Như Quỳnh, điểm cho Sports Center One. 21-15. Có thể nói là đã có những thời khắc lo lắng cho các cổ động viên của bóng chuyền Việt Nam, nhưng cuối cùng thì điểm số đã thuộc về chúng ta. Dù vẫn phải chờ sau tình huống challenge sai này, lỗi chạm lưới liệu có xuất hiện hay không bên phía Sports Center One. Có tình huống chạm lưới rất đáng tiếc. Challenge dài thành công bên phía Hisamitsu Springs. Không, như vậy là điểm số vẫn thuộc về chúng ta. Có lỗi bên phía Hisamitsu Springs trước.
Lâm Oanh là người phát bóng. 21-15 và bây giờ chúng ta có cơ hội lớn để giành chiến thắng. 4 điểm nữa thôi, 3 điểm nữa thôi. Vừa rồi thì Trà Giang đã ghi điểm quá nhanh. 22-15 cho Sports Center One. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bước một không tốt của số 17, chủ công Kitamado Ayane, và đó là cơ hội để Trà Giang ghi điểm. Bóng ngoài. Thêm một điểm nữa cho Sports Center One. 23-15 rồi. Cách biệt đã là 8 điểm. Tình huống xử lý lỗi của chủ công bên phía Nhật Bản đó là số 20 Araki Ayaka. 2 điểm nữa chúng ta sẽ giành chiến thắng. Tiếp tục là tình huống bóng ngoài. Match point cho Sports Center One. 24-15. Điểm số đã là 24-15 rồi. Cơ hội rất lớn để chúng ta kết thúc trận đấu này. Một trận đấu khó khăn. Tuyệt vời. Tình huống bàn trắng thành công. 25-15. Như vậy là Sports Center One đã có được chiến thắng 3-1. Một chiến thắng hoàn hảo trước Nishamitsu Springs. Niềm vui của các cô gái Việt Nam. Một chiến thắng được xây dựng với sự xuất sắc của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.